Lên 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 Xin chào bạn Hôm ơi. Chào bà. À, Hôm ơi chào các bạn nữa chứ đúng không? Xin chào các bạn đi. Xin chào các bạn. Ừ. Hôm ơi ơi, hôm nay Hôm ơi có cái hồ gì đẹp với người ta mà trong đó có gì vậy? Không có gì hả? Vậy cái đó là gì? Hôm ơi cầm lên cho các bạn coi thử coi. Hôm ơi cầm cái mà cái trong kìa, cái đó là cái gì mà nhỏ nhỏ xíu tròn tròn vậy ta? Cái đó là gì vậy? Cái đó là gì? Cát thơm đúng không? Đúng không? Cái đó là cát thơm đúng không? Ủa cát thơm mà homie nuôi cái gì mà lại có cát thơm vậy ta? Homie nuôi cái gì? Nuôi chuột hamster hả? À, phải không? À nhưng mà bây giờ homie có nuôi chuột hamster hay là homie chỉ có cái đó thôi hả? Okay, bây giờ homie giới thiệu cho các bạn đi, homie nuôi cái gì nè? Homie nuôi mấy con? Hai con, Hommy nuôi hai con chuột hamster. Nhưng mà cái chuột có tên không? Robo đúng không? Các bạn thấy nhỏ 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 vậy là chuột Robo không? Hommy ơi, bạn Hommy đứng dậy lấy sắp xếp những cái đồ vật dụng cho các chú chuột Robo này nha. Rồi, Hommy đứng lên đây, cẩn thận nha. Rồi, cái này mình, nó đừng có dịnh vô các bạn. Rồi, rồi Hommy đi lấy đây. Rồi, con bỏ ở đây. Con sắp xếp cái đó ở đâu? Ở giữa nhà luôn hả? Trời ơi. Rồi tiếp tục, Hommy lấy tiếp đi. Rồi Hommy lấy tiếp đi. Đó. Ủa cái này là gì vậy Hommy? À uống nước hả? Rồi cái đó là gì vậy Hommy? Cái này nè con đang cầm là gì vậy? Dạ là kem mà kem tắm. Kem tắm rồi con bỏ vô đây. Rồi con bỏ vô kem tắm đây. Rồi. Rồi. Bây giờ ủa sao em không có nhà hả ta? Có nhà không ta? Rồi bây giờ Hommy sẽ lấy đến cái nhà của chuột Robo nha các bạn nha. Rồi đó. Các bạn thấy gì? Trời ơi. Căn nhà gì đẹp vậy Hommy ơi? Ba tự làm chứ sao. À căn nhà này ba làm cho các em đúng không? Trời ơi Hommy thấy cái nhà rất là dễ thương không? Đó. Bây giờ các bạn coi nè. Quay sơ qua cái nhà cho các bạn coi nha. Thấy chưa? Trời ơi. Cái nhà này nó có bập bên nữa nè, Hommy thấy không Hommy? Hommy, cái nhà này có bập bên nữa nè, thấy không con? Các em có thể chơi bập bên luôn hả con? Nè, khi mà các em chui vô đây nè, thì nó sẽ có gì? Có cái chuông nè, nó kêu nè, thấy không? Hommy thấy chưa? Đó. Rồi, mấy em leo đường này lên, đi lên đây chơi. Chơi gì đây? Đi lên chơi xích đu đúng không? Đúng không? Trời ơi, dễ thương ha. Chơi xích đu chứ cầu tù hồi nào. Rồi, sao nữa ta? Rồi bây giờ đến đồ ăn của chuột nha, con bỏ vô đi. Để ba gài cái này lại cái ra. Gài cái này lại cho nó cẩn thận nha các bạn nha. Tại vì cái này nó rất là nhọn. Rất là nguy hiểm đúng không mày ha. Đó, gài lại. Gài lại cho nó kỹ càng. Các bạn ơi đây là sâu nha. Đây, đây là sâu nha các bạn nha. Sâu nó để làm gì không mày? Dạ để cho à sau để cho mấy em ăn hả? Rồi Hommy bỏ vô đi. Rồi Hommy bỏ vô, Hommy bỏ đồ ăn cho mấy em vô đi. Đó Hommy thiết kế sao thì mấy em ở vậy đây. Bây giờ là để ba bỏ miếng cát vô cho các em nha Hommy ha. Rồi các bạn ơi mình đã bỏ cát vô rồi nha. Đây các bạn ơi, bạn Hommy đã bỏ cát tắm cho các bạn Robo vô đây rồi, các bạn thấy chưa? Bây giờ Robo sẽ chui vô đây rồi làm gì Hommy? Nằm lăn lộn lên đúng không? Nằm lăn lộn cho đó rồi. Rồi Hommy bỏ vô đi, Hommy bỏ vô đi. Rồi. Đó, các bạn coi Hommy bỏ vô nha. Đó. Thôi để Hommy, con phải thiết kế lại đây đi để đó, để nè. Để cho các bạn coi được, con hiểu không? Đó, coi được em chơi đúng không Hommy ha? Đó. Trời ơi, một cái gọi là khu vườn cho các em chuột hamster rất là dễ thương ha. Rồi xong rồi đó các bạn ơi, đó vậy thôi đó, không có chuột gì hết. Rồi giờ sao đây? Giờ mình sẽ đi lấy chuột. À bây giờ bạn Hommy sẽ đi lấy chuột nha. Trời ơi, nuôi gì mà chẳng có con chuột nào hết á. Đâu chuột đâu? Đây các bạn ơi. Trời ơi, có mấy em chuột đây. Ủa đang chạy kìa, mấy em chuột đây Hommy.
hai em chuột đang chạy nha các bạn, coi thấy nha, rất là dễ thương nha. Chuột Robo đó các bạn, rất là tăng động nha không ơi nha. Đây các bạn coi nha. Rồi bây giờ bạn quên nữa, còn phải cái đồ quay này nữa chứ đúng không? Trời mấy em ơi ra đi. Mấy em ra đi. Mấy em ra đi để chị Homie còn bỏ cái này vô nó ra. Ra ra. Chưa ra nữa mày ơi. Sao không ra đi kìa trời. Mà chân em té đó, té nha. Xuống. Đi, bà để xuống đi, bà để xuống. Để xuống. Trời ơi em ra rồi con bỏ đi vô đi. Con bỏ cái lồng chạy vô cho em đi. Rồi. Đây là cái đồ con quay cho các em chạy nha các bạn nha. Đó, trời ơi các bạn nhìn thấy xinh không? Thiết kế rất là đẹp nha các bạn nha. Này. Dành nhau rồi. Đó các bạn thấy chưa? Nói em chua lần thôi. Đó hai em này, hai em robot đang chơi. Rồi thôi, bây giờ không bị bỏ ra. Rồi bây giờ Homie bắt em đi. Bắt em bỏ vô trong nhà đây. Đây các bạn ơi. Em đã có nhà mới rồi các bạn ơi, đã quá rồi. Bây giờ Homie bắt em này đi. Về nhà mới đi, đừng ở trong đây nữa. Rồi. Về nhà mới nha. Rồi. Đâu, quay cảnh các em chơi coi. Đây các bạn ơi. Quay cảnh nhà mới của các em coi, các em vô nhà mới làm gì. Đây, một em đã chạy. Vô con quay chạy rồi, chạy. Ôi một em thì đang chắc là chắc đói rồi này Homie ơi. Sao mấy em không chịu chơi cái nhà mới này, cái nhà rất là dễ thương các em ơi. Rồi, bỏ em lên trên xích đu á. Rồi, bỏ em vô. Rồi, em đứng nó hoài luôn nè. Đứng nó hoài luôn. Đó. Chơi một bên nữa các bạn ơi. Đó, để coi mấy em làm gì nha. Đi, cứ để mấy em làm gì. Chạy, trời ơi, chạy đua hoài vậy. Mày, chạy đua hoài vậy mày. Nhưng mà để em đi, khi nào em ra đi, không bắt. Đó, em ra kìa. Rồi, bắt em lên. Để xích đu. Rồi, đi, xích đu. Ơ, đừng có xuống. Ơ, trời ơi. Nhi, con này nó lên rồi. Đúng rồi, các em nó chưa lên á, con lộ mấy em rồi đó. Đó. Có bật bên nữa đó các bạn thấy chưa? Còn thấy nước của em á y là như đó. Đó. Em đi xuống rồi mấy. Thấy chưa? Chắc và thiết kế thêm để cho em một cái cổ tuột quá không mày hả? Đó, các bạn thấy mấy em dễ thương không? Thiết kế lại cái chỗ nhà này cho nó gọn xíu. Con thấy nó chưa gọn ha. Bây giờ nè là để cái nước qua đây đi. Thấy để cái nước qua đây. Từ từ mày. Mình để nước qua đây. Đó. Tôi tắm đó rồi. Rồi. Đồ ăn ở đây đi. Đó vậy đi. Rồi, Homie né. Để ba bỏ vô nè. Đó, ba thấy để vậy nè. Mình vừa quan sát được em luôn Homie ha. Đó. Còn mấy em làm gì nha. Rồi, em kia vô tắm rồi kìa. Tắm cát rồi các bạn ơi. Đó. Rồi, để chạy lên chạy. Rồi, cầm em đi. Lên xích đu đi. Lên xích đu đi. Rồi, con bỏ em lên xích đu đi. Dễ thương nha các bạn. Đó, dễ thương đó. Rồi. Trời. Con bắt. Rồi con bắt em lên đấy quá em xin lên. Rồi để đi. Con đẹp mấy em chạy đi. Con đẹp mấy em chạy đi. Con mấy em có vô nhà mới chưa? Chạy. Chưa vô nhà mới nữa mày ha. Đừng bắt nữa. Bắt luôn hả? Rồi, bỏ lên. Rồi, bỏ lên đây. Chưa vô. Thôi để vậy cũng được. Thôi để mấy em, tí nữa mấy em tự vô. Tí nó đi vô nhà mới liền bây giờ nè. Em kia rồi. Đã chuẩn bị mấy em chui nè. Không biết em đang làm gì. Ngứa gãi rồi trời ơi. Trời ơi.
ghét cái nhà hả? Không có đâu. Kìa, chuẩn bị vô kìa, chuẩn bị vô nhà kìa, vô nhà mới đây, vô đây. Ơi. Chơi một bên luôn mới ghê chứ. À, vô nhà mới đây. Chạy đua. Mấy em á, chắc phải bỏ này ra để cho mấy em chui vô nhà mới đi. Rồi đó. Chứ để này mấy em cứ chui này hoài. Chui vô nhà mới đi. Rồi tắm rồi, tắm rồi. Tắm rồi mày. Dễ thương. Đó, các bạn thấy không? Thấy mấy em tắm chưa? Chui vô cát rồi lăn lộn vô nó. Thôi nè, chui tùm lum tùm la chỗ nè. Trời ơi, cắn cái gì vậy ông tướng? Cái nhà mà cắn. Chui vô nhà mới đi. Chui vô nè, chuẩn bị nè. Rồi, vô bên kia tắm nè. Tắm nè, chuẩn bị vô tắm nè mày. Tắm. Lăn. Một. Có chưa nữa hả? Làm gì đây? Chạy em lum vậy? Đúng là mấy em này robot không mày ha? Đi tùm lum. Mày thấy không? Đi tùm lum không biết đường nào mà lần á. À, tìm cái đu quay á. Thôi, đúng rồi, tìm đu quay. Bây giờ lấy cái này ra luôn. Đó, để cho mấy em chui vô nhà mới. Để làm quen nhà mới đi. Chui vô nhà mới đây, ông tướng. Trời, giỡn với nhau nữa. Trời, chạy vô tùm lum. Rồi, lấy này ra luôn. Để cho mấy em chui vô nhà mới. Tí nữa mình bỏ lại sao. Lấy cái này ra luôn. Rồi, phải chui vô nhà thôi. Đúng mày ha. Chỗ ngứa ngáy. Ngứa ngáy thì chạy kìa. Vô nhà mới đây. Trời. Nè nè. Ôi trời. Nè. Ôi trời. Đè lên em này luôn. Chứ một bên sao đè vô em này luôn. Thích rồi mày ha. Thích rồi ha. Rồi chui rồi đã chứ kìa. Chuẩn bị đi lên nè. Lên đi lên nè mày. Chơi. Đây, ơ trời. Đại dữ ta. Đó trời. Ơ trời. Ơ trời. Cho một bên hoài nữa, tôi thích không mấy ha. Mấy em chắc thích rồi đó. Ờ, mấy em làm gì trời? Làm gì? Làm chú, sao không chui vô nhà nó có lan can. Có lan can, có xích đu ở trên, nó không chịu lên chơi. Nè, cái này nè, mình có thể bỏ riêng ra được cũng được nè, không ơi. Nè, bỏ riêng ra nè, cho các em chơi cũng được nè. Mấy coi nè, mấy em lên nè. Ủa? Nè có cái nhà nè, chui vô nhà đi mấy ông tướng. Nó tính suy nghĩ đi đâu. Không biết nó giờ không biết gì. Trời ơi. Thích rồi, thích rồi, thích rồi. Thích cái đó này. Sao chui nhà đi. Em kia chui đâu vậy? Trời. Chui trong góc chứ không chịu chui nhà. Trời. Nè các bạn coi nè. Trời ơi, chui góc chi vậy ông tướng. Trời ơi, tắm gì vậy chứ giờ. Tắm gì vậy? Tắm với cái cát đó luôn hả? Nhà đi. Chưa vô nữa. Không biết khi nào mới vô trời. Gì giỡn nhau nữa. Vô nhà đi nha nha. Nè nè nè. Nè nè bên nè. Bụp. Sao chị chui nhà ta? Nè bọc bên nè. Cho nè mấy. Bọc cho đè nó trong kia luôn. Lấy này ra luôn. Cho chui vô nhà. Có nhà mới nè. Đúng rồi. Đây,
cả nhà thôi, không chui cho nó là thôi chứ. Đúng rồi ha. Đi một vòng vậy. Lên xích đu, lên. Lên rồi cả Vy, thích rồi cả. Lên nói, ôi lên lại cho nó vui lắm, cho nó vui lắm kìa, lên trên nó xích đu vui lắm. Vậy giỡn nhau, cắn nhau vậy, ui mấy ông tướng làm gì đó, cắn nhau cái gì vậy, cắn nhau nha, chưa vô nhà nữa. Lãng phí là cái gì? Lên mấy đấy á. Em lên chơi. Do biết chu mà biết chu vô trời. Dễ thương. Rồi lên chơi xích đu nữa kìa. Đó. Chơi hoài luôn kìa. Chắc phải làm cái nắp che đây nè mấy ơi. Em nhảy ra ngoài mày ha. Để qua làm cái nắp. Còn lên chơi xích đu hoài luôn rồi mày. Quen rồi kìa. Ủa em kia bị gì hả? Cứ chạy em vòng vòng rồi hả? Cái gì hả? Rồi vô đi em, vô đi. Vô nhà. Đó vô nhà rồi kìa. Vô nhà đó. Em ơi, em thử vô nhà đi. Vô nhà đi. Nghe không? Nghe không bác? Chơi vô nhà đi. Vô nhà đi. Chưa vô nữa hả? Chưa vô. Nè. Chơi tiểu gì? Vô đi. Không chịu nhớ. Đó, vô đây. Chị vô rồi đó. Con này chưa. Con đừng chọc tay. Con giờ xích đu rồi. Tìm mấy kia giấu đâu mất tiền. Ủa con kia nó bị gì vậy? Sao đi lòng vòng hoài vậy? Nè, chị xích đồng, Đó. Con đực nó chơi xích đồ hoài mấy ha. Đó. Ủa đực có hở bà? Này con cái. Xích đu hả? Leo lên nha. Ô leo lên nè. Ồ. Có khi nào mấy em leo qua được không ta? Lên bằng cái đường gì vậy? Hay để này ở đây ta? Để giữa vậy hả mày? Rồi, không đi. Các bạn ơi, giờ đó ba mình đó với lại mình đó đã sắp xếp đẹp rồi. Giờ các bạn có thấy đẹp không? Wow, đúng thiệt không Vy ơi. Sắp xếp vậy thấy gọn ghê Vy ha. Đó, mấy em chụp có thể tha hồ vui chơi nè, không Vy thấy không? Đó, rất là dễ thương ha. Em rất là dễ thương. Với lại em rất thích cái nhà mới này đúng không Vy ha? Đúng. Đó, có thể lên trên cầu thang nè, chơi xích đu nè, đúng không? Chơi bập bên nè. Không leo vô nhà. Đúng rồi. Người tiên em sẽ leo vô nhà. Khi nào em ngủ sẽ leo vô mày ha. Đúng. Đúng. Rồi thôi bây giờ không bye bye các bạn đi nè. Bye bye các bạn. Nhớ like, subscribe cho mình kênh video này. Nếu mà các bạn có thấy hay đó, hãy cho mình một like.
Ok, bye bye, bye Hồng Mi nha. Rồi.